thấy được cái sự quan tâm của các bạn thì Hường sẽ làm nhiều video hơn về cái cách chạy quảng cáo trên YouTube nói riêng và cách làm thế nào để kiếm tiền ở trên Clickbank cũng như là tạo thu nhập thụ động và affiliate marketing nói chung. Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với video số 2 chia sẻ về các thao tác căn bản ở trong YouTube Ads. Tôi là Tomato Hường, mời các bạn quay trở lại với giao diện sau khi các bạn đăng nhập vào ads.google.com. Hôm trước các bạn đã tạo tài khoản rồi, ad thẻ rồi. Nếu như các bạn lỡ thoát ra rồi thì chúng ta vào ads.google.com để chúng ta đăng nhập lại. Còn nếu như các bạn vẫn giữ giao diện đó thì chúng ta sẽ thấy giao diện nó giống như này. Đấy, còn sau khi mà chúng ta đăng nhập vào ads.google.com thì chúng ta cũng có thể là nó sẽ ra giao diện này. Hoặc là ra giao diện đơn giản như thế này cũng được. Đấy, có hai giao diện. Cái nào các bạn cũng làm được, không có lo lắng. Qua bên đây. Thì khi hiện ra giao diện như thế này, chúng ta sẽ có một số cái tính năng căn bản, ví dụ như thiết lập chiến dịch. Các bạn có thể bấm vào dấu cộng ở đây. Hoặc là bấm vào chiến dịch mới như thế này. Nếu mà giao diện như thế này, chúng ta có thể bấm vào dấu cộng. Chiến dịch có nghĩa là ví dụ như các bạn có hai video, các bạn muốn tăng lượt view cho cái video của mình. Ví dụ như các bạn lên trên cái kênh của mình, kênh YouTube của Hường chẳng hạn, các bạn muốn tăng lượt view cho video này hoặc tăng lượt view cho video này, thì các bạn sẽ là làm hai chiến dịch khác nhau. Đấy, thì ở trong cái bộ video này thì Hường sẽ chia sẻ về cái việc là quảng cáo YouTube. Quảng cáo YouTube dành cho cái việc tăng view và tăng subscribe kênh. Chứ Hường không tập trung vào việc là chúng ta chạy quảng cáo để dẫn tới một cái landing page. Vậy nên các bạn lưu ý là bộ video này chủ yếu tập trung vào cái yếu tố đó là tăng view và tăng subscribe kênh để làm cho kênh của chúng ta nhanh lên top hơn. Thực ra với những thao tác căn bản như thế này, các bạn vẫn có thể là dùng nó để chạy quảng cáo dẫn tới một cái landing page. Đấy, tuy nhiên là các bạn mới nên là mình tập trung vào cái việc xây kênh YouTube trước đi. Bây giờ mình bấm vào dấu cộng ở đây nè. Các bạn bấm vào chiến dịch, một chiến dịch, bấm vào dấu cộng. Rồi bấm vào chiến dịch mới. Giả sử bây giờ cái video này của Hương đi. Hướng dẫn công cụ tìm từ khóa quảng cáo. Video này có 336 lượt view. Thì mình muốn tăng cái view cho nó. Thì Hương có thể là quảng cáo video này. Rất đơn giản. Ở đây các bạn sẽ có rất là nhiều cái mục để lựa chọn. Nhưng mà chúng ta chọn cái mục cuối cùng này đi. Cho nhanh, những cái này các bạn tìm hiểu xong. Trước mắt là như thế này đã. Tạo một chiến dịch không cần hướng dẫn về mục tiêu. Rồi các bạn chọn video. Video, đúng không? Rồi các bạn để im cái dòng đầu tiên. Chiến dịch video tiêu chỉnh. Rồi bấm tiếp tục. Thực ra là Hường vẫn có thể giải thích cho các bạn nghe bây giờ. Nhưng khi mà mình mới bắt đầu ấy, mình làm thế nào để tăng tốc độ nhanh nhất có thể thì mình sẽ làm ra nhanh ra kết quả hơn và đỡ bị nản. Bởi vì khi mà học quá nhiều phần kỹ thuật thì làm cho các bạn sẽ cảm thấy là bối rối. Bây giờ mình cứ biết những cái phần căn bản trước, rồi sau này khi mà mình rành rồi thì mình sẽ học những cái phần kia rất là dễ. Rồi chúng ta có thể đặt cái tên của nó, ví dụ như là quảng cáo video từ khóa. Rồi chúng ta có thể để ngân sách tổng chiến dịch hoặc là ngân sách hàng ngày. Thường thường để ngân sách hàng ngày, ví dụ như để 500 ngàn đi. Rồi ngày bắt đầu là ngày 25 tháng 12, ngày kết thúc không có. Và các bạn cũng có thể để tổng ngân sách chiến dịch. Ví dụ như mình xác định là để video này 500 ngàn thôi, thì mình để là tổng ngân sách là 500 ngàn, nó chạy hết 500 ngàn thì nó không chạy nữa. Rồi chọn ngày kết thúc. Ở đây mình để từ ngày 25 thì mình để ví dụ 500 ngàn mình chạy cho đến ngày 31 đi. Rồi chúng ta sẽ nhập một vị trí khác. Ở đây nó mặc định Việt Nam hoặc là toàn cầu thì là dòng đầu tiên. Thì mình nhập một vị trí thôi. Ví dụ video này Hường muốn nó chạy ở mỗi Hà Nội thôi. Thì Hường sẽ để là Hà Nội. Ví dụ để thêm ở Đà Nẵng đi. Mình sẽ có Đà Nẵng.
hoặc là mình để Nam Định, để Hải Dương chẳng hạn, Thái Bình. Các bạn vẫn có thể là chia nhỏ ra, ví dụ như thành phố nào của Thái Bình vẫn được. Bây giờ giả sử Hương để một vài cái vị trí như thế thôi. Rồi chúng ta để là ngôn ngữ là để tiếng Việt. Mình chạy tại Việt Nam mà. Các video tiếp theo Hương sẽ chia sẻ những cái mà chúng ta chạy tại thị trường nước ngoài, chạy YouTube tại một cái kênh nước ngoài mình, SEO cho những cái thị trường như Mỹ, Úc, Canada, New Zealand, vân vân, để mình bán các sản phẩm tại thị trường đó. Ok, sau đó là tên nhóm quảng cáo, thì chúng ta có thể là để là tên nhóm. Tên nhóm là, tức là nó là cái con của chiến dịch. Chiến dịch thì nó sẽ có nhóm này nhóm kia. Ví dụ chúng ta vẫn có thể làm đó là chiến dịch cái video hướng dẫn này, chiến dịch cái video này và chạy tại Hà Nội một chiến dịch, rồi mình làm chạy tại Hà Nội một cái nhóm quảng cáo, và chúng ta chia thêm một nhóm quảng cáo chạy tại Thành phố Hồ Chí Minh, chia thêm một nhóm quảng cáo chạy tại Đà Nẵng, để chúng ta xem thử là tại cái vị trí nào nó có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn. Thì ví dụ như Hương để ở đây là chúng ta có thể chia ra theo theo nơi hoặc là theo tuổi hoặc theo giới tính vân vân, tùy, không có vấn đề gì. Ví dụ đây Hà Nội, Hải Dương, chúng ta để là ở đây ở miền, hầu hết là miền Bắc đúng không? Ví dụ miền Trung, cộng Bắc. Video từ khóa. Để tên thôi, mọi người muốn để tên gì thì để. Dù độ tuổi thì mình không quảng cáo độ tuổi 18 đến 24 chẳng hạn. Trên 65 cũng không quảng cáo nè. Thu nhập mà dưới 50% dưới cùng thì thôi, quảng cáo top đầu một tí chẳng hạn. Rồi, bây giờ mình kéo xuống để từ khóa. Chúng ta có thể chọn chế độ để từ khóa hoặc không. Thì những cái này ở video tiếp theo Hường sẽ hướng dẫn kỹ. Còn bây giờ chúng ta cứ thiết lập chiến dịch căn bản trước đi. Chọn giá thầu. Ví dụ mình muốn là một lượt xem của mình, CPV, tức là chi phí trên mỗi view. Thì chúng ta có thể là để chi phí trên mỗi view, mình để ban đầu là để 1.000 đồng mỗi view chẳng hạn, 500 thôi, 500 đồng một view. Đấy, để một cái video trên YouTube của bạn, mình muốn quảng cáo video này thì mình cứ copy nó. Mình có, ôi sorry, bấm nhầm rồi. Bấm sao chép vào đây. Rồi chúng ta qua đây. Rồi dán cái video mình muốn quảng cáo tăng view lên đây. Đấy, chúng ta có thể là quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua, hoặc là quảng cáo video discovery. Video discovery có nghĩa là khi khách hàng của chúng ta search cái từ khóa của mình hoặc là search những cái nội dung liên quan thì cái video của chúng ta mới xuất hiện. Còn quảng cáo trong luồng video nó là cái video mà chúng ta cứ hay xem, đang xem nhạc nó xuất hiện và nó bảo mình bỏ qua đó cả nhà. Ví dụ như như này. Ví dụ như một cái video quảng cáo như là coi cái nào nhiều quảng cáo ta. Ví dụ Hậu Hoàng đi. Như này. Các bạn nếu mà Hà Đa Vọ, đó, các bạn dù có đang bao xem nhiêu như bước này. trưởng gia, Các bạn thấy quảng cáo đầu tiên dung dịch đấy, chữ các bạn bản vẫn Hà Đa có skip S thì để nó có mới bước bắt điểm đầu sau video hấp của mình. thụ tốt hơn. Đấy, đấy là một cái quảng cáo mà nó sẽ xuất hiện dưới dạng là quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua, là nó xuất hiện như thế ha. Nếu các bạn muốn video các bạn xuất hiện như thế thì chúng ta sẽ chọn quảng cáo ở trên. Còn nếu như các bạn muốn quảng cáo video discovery thì sẽ như thế này. Ví dụ như các bạn quảng cáo là tomato hơn, không có quảng cáo. Tuy nhiên là cái quảng cáo của chúng ta nó sẽ xuất hiện ở những cái dòng đầu tiên như này. Ví dụ các bạn gõ là không thấy xuất hiện mà quảng cáo là, ví dụ như là các bạn sẽ thấy là nó sẽ có rất là nhiều cái hoạt động quảng cáo ở đây. Cái này không phải là quảng cáo video đâu cả nhà. Nhưng mà nếu mà chúng ta đặt quảng cáo thì nó sẽ xuất hiện một cái video, giả sử video này mà nó có chữ AD ở đây có nghĩa là quảng cáo. Đấy. Thì nó sẽ xuất hiện như thế này chứ nó không phải là xuất hiện trong luồng. Thì các bạn có thể chọn một trong hai cái này. Ví dụ chọn video discovery đi.
Rồi tiêu đề. Dụ tiêu đề ở đây đó là mình muốn quảng cáo một cái video là hướng dẫn công cụ tìm từ khóa. Thì mình ở đây là hướng dẫn. Công cụ tìm từ khóa. Quảng cáo. Dành cho quảng cáo. Đơn giản đi. Cái một. Các bạn có thể đặt tên hoặc để im cũng không sao. Tạo chiến dịch. Như vậy thì Hương đã tạo thành công một chiến dịch đầu tiên. Đấy thì ở đây chúng ta sẽ bấm vào chữ tất cả chiến dịch. Chúng ta bấm vào chiến dịch. Thì nó sẽ liệt kê tất cả những chiến dịch mà chúng ta đã thiết lập. Cái này là chiến dịch Hương thiết lập trước rồi. Tạm dừng đi. Đấy, chiến dịch Hương vừa thiết lập là cái này. Video quảng cáo từ khóa ha. Như vậy thôi đơn giản. Bây giờ các bạn mở một cái tài khoản và đăng nhập vô. Và các bạn thử lập một chiến dịch đầu tiên đơn giản giống như Hường vừa rồi. Cứ thiết lập đi. Không cần phải lo lắng, cứ làm theo từng bước. Ban đầu thì mình cứ học theo các bước đi đã. Rồi hiểu kỹ thì dần dần về sau các bạn sẽ hiểu kỹ. Hẹn gặp lại các bạn ở video số 3 nha. Nhớ đăng ký kênh và bình luận bên dưới. Để Hường biết rằng các bạn thấy hữu ích video này. Và Hường thấy được cái sự quan tâm của các bạn thì Hường sẽ làm nhiều video hơn về cái cách chạy quảng cáo trên YouTube nói riêng và cách làm thế nào để kiếm tiền ở trên Clickbank cũng như là tạo thu nhập thụ động và affiliate marketing nói chung. Ok, bye bye. Nhớ nhấn vào nút subscribe, nhấn hình quả chuông bên dưới để nhận video chia sẻ mới nhất và không bỏ sót video nào nhé các bạn. Hẹn gặp lại video tiếp theo.